Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một trò chơi dân gian mà hầu nhỏ chúng ta chơi rất là nhiều lần, đó là chiếc trò chơi Oẳn Tù Tì. Và ngày hôm nay với trò chơi đó được sáng tác thành một ca khúc rất là hay, rất là dễ thương, rất là rộn ràng. Xin gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Dương Đức. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ nhiếp ảnh Dương Đức. Xin mời ca sĩ ạ. Dương Đức xin chào tất cả các chị em. Vâng, ca khúc này Dương Đức nhớ lại cái hồi còn bé và lại nhớ đến Thúy An, cho nên hôm nay xin phép được mời người đẹp Thúy An lên cùng sóc tài. Oẳn Tù Tì ra cái gì, ra cái này. Oẳn Tù Tì.